Người cung ly mệnh hỏa xây nhà năm 2020 hướng đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh hợp hướng được lộc trời cho giàu sang vô đối. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về việc động thổ làm nhà cho người cung ly và cách chọn hướng nhà hợp với người cung ly cũng như là cách hóa giải nhà không hợp hướng. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần phải hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ có cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng vào năm 2020 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những người có cung mệnh là cung ly, mệnh hỏa bao gồm những người sinh năm. Với nam mạng thì có năm sinh 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Nữ mạng bao gồm những người sinh năm 1922 Nhâm Tuất, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn, 2021 Tân Sửu. Đầu tiên thì ta sẽ kể đến việc chọn hướng nhà và cách hóa giải hướng nhà xấu cho những người cung ly. Người cung ly mệnh hỏa có bốn hướng tốt, đó là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí. Còn bốn hướng xấu là đông bắc hỏa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây là ngũ quỷ. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về hướng nam thì gồm có ba sơn bính ngọ đinh, từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng riêng, tháng 2, 4, 6, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người cung ly xây nhà vào hướng nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình. Trị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải. Theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy, do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét sang hướng đông nam gồm có ba sơn thìn tốn tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 canh tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây chọn vào tháng cắt lành, đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người cung ly mà xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng bắc, cũng gồm có ba sơn nhâm tý quý, 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý, tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người cung ly xây nhà hướng này
ngày thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vỗ Cốc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn tài lộc. Xét sang hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, nhà tọa dậu hướng mão còn phạm vào mộ long biến vận nên để sang năm 2020 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức hỏa vào thân. Người cung ly mà hướng thuộc này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh gia súc, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được ca lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa tài lộc hơn. Xét đến hướng đông bắc gồm ba sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát lành. Với nhà tọa thân hướng dần thì không nên xây mới vì hướng dần bị phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới cho tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch và liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để có thể lựa chọn được ngày giờ may mắn bổ long phù sơn cho gia chủ. Người cung ly mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hướng. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người cung ly xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ bị xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy những người cung ly khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có phương pháp hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý trong 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát lành cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp mà tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát.
người cung ly mà xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ đề thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ cung ly đang ở nhà hướng nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây, gồm có 3 sơn canh dậu tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này xây không được cát. Những nhà tọa mão mà hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới. Còn nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với những người cung ly xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Lim Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ thì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp người cung ly đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây thì các bạn vừa theo dõi bài phân tích về cát hung từng hướng nhà. Với những người cung ly, việc ở nhà hợp hướng chỉ chiếm một phần, còn quan trọng nhất là bố cục nhà có hợp với trạch chủ hay không. Khi xét đến việc nhà có hợp hay không, đầu tiên thì ta sẽ xét đến vị trí, sau đó xét đến cách bố trí phong thủy nhà. Vì vậy, việc sắp xếp bố trí các phòng ban sao cho phù hợp với phong thủy là điều hết sức cần thiết. Để bố trí được chuẩn xác nhất, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy, những thầy phong thủy nổi tiếng có uy tín để có thể chọn được cho mình cách bố trí phù hợp nhất. Việc bố trí phong thủy nhà cho người cung ly phải đảm bảo những quy tắc sau đây. Chọn hướng nhà cho người mệnh ly. Người mệnh ly mà làm nhà nên chọn cửa làm nhà về hướng đông bắc trường tồn và bền vững. Nhà tọa hướng nam thì bình ổn, tọa hướng tây bắc và hướng đông nam thì sức khỏe, mau lành bệnh. Hoặc tọa tây hướng đông thì sẽ phát triển. Màu cửa hợp với người mệnh này đó là đỏ, cam, trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục. Còn chọn phòng ngủ thì nên chọn phương vị tốt với hợp bản mệnh. Nên chọn phòng ngủ ở các hướng bắc, nam, đông và đông nam. Hướng để đầu khi ngủ thì cũng nên đặt theo các hướng như là hướng phòng ngủ thì tinh thần sẽ được sảng khoái, dễ đi vào giấc ngủ. Còn nếu đặt theo các hướng đông bắc, tây nam và tây bắc rất dễ mất ngủ. Đặt đầu quay hướng tây thì sẽ bị ngủ mê. Hướng đặt bếp cho người mệnh ly. Hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa phải quay về một hướng tốt. Miệng bếp tốt nhất là quay về hướng đông. Làm như vậy sẽ khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu ngày khó chữa nên chuyển hướng cửa bếp sang hướng đông nam, như vậy sẽ giúp người đó mau lành bệnh. Có một điều cần phải chú ý là chọn hướng nhà, cửa nhà thường áp dụng cho đàn ông, trừ khi trong nhà không có đàn ông thì mới phải lấy tuổi của phụ nữ, của gia đình. Còn hướng bếp và hướng giường thì đa phần theo mạng của người phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt cho người mệnh ly quay lưng hướng tây và mặt hướng đông là tốt nhất. Màu sắc cho người mệnh ly: màu hợp, hành mộc, xanh da trời, xanh lá, hành hỏa, đỏ, tím, cam. Màu sắc kỵ: hành thủy, đen, xanh lam, hành thổ, vàng cà phê. Màu trung tính: kim, vàng kim và trắng. Màu khai vận đó là màu vàng. Trong ngũ hành, trong hỏa có kim, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim,
Kim là sinh khí, cho nên đối với những người chưa tận dụng hết cơ may của mình thì nên dùng màu vàng. Về màu suy, đó là màu đen, thủy khắc hỏa. Vì vậy, người tuổi Tỵ không muốn gặp vận đen thì nhất định phải hạn chế dùng những thứ liên quan đến màu đen. Con số đối với người mạng ly, con số khai vận đó là 0 và 5, số suy 1 và 6. Con số thích hợp làm nhà, số tầng nhà 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số vận mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy là hết sức quan trọng, hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố sau. Đầu tiên đó là thái tuế khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Tý Bắc phạm vào thái tuế, vì vậy tất cả những nhà hướng Bắc đều không xây được, do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Bắc năm 2020 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu năm 2020 năm Tý thì hướng Ngọ Nam phạm, vì vậy tất cả những nhà hướng Nam khi mà có tọa độ 180 cộng trừ 7,5 độ không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn vào năm khác xây mới được. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy trước khi xây mới hay sửa chữa để được cắt lành nhất. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát và tai sát, chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thìn sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Năm 2020 kỵ tọa Nam, vì vậy những nhà hướng Nam không xây mới vào năm 2020. Còn về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của thái tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Về cách tính Lực Sĩ, Hợi Tý Sửu, Lực Sĩ tại Cấn, Dần Mão Thìn, Lực Sĩ tại Tốn, Tỵ Ngọ Mùi, Lực Sĩ tại Khôn, Thân Dậu Tuất, Lực Sĩ tại Càn. Năm 2020 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2020. Về ngũ hoàng đại sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh, ngũ hoàng là đại sát tinh chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn, bại sản. Năm 2020 ngũ hoàng đại sát hướng Đông, để tránh những tai nạn do ngũ hoàng đại sát mang đến những nhà hướng Đông vào năm 2020 tuyệt đối không xây mới hay là sửa chữa. Còn về mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà, năm giáp kỵ tại Sơn, Thìn, Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn, Tỵ, đó là tháng 3 và tháng 4. Còn năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu. Năm 2020 không tọa nhà Sơn Dần Mão, những nhà hướng Đông Bắc tọa Thân hướng Dần và hướng Đông tọa Dậu hướng Mão thì không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tiếp theo là về mộ long biến vận sát, phạm mộ long thì không được tọa nhà ở đó, sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm mộ long không hóa giải được, chỉ có cách đợi tháng nào có cát tinh đến thì sửa, tạm thời chấp nhận được. Ví dụ năm Kỷ Hợi thì xây dựng căn nhà tọa Tý hướng Ngọ, long mạch từ Tý đến. Long Tý đem đối chiếu với bảng hồng phạm ngũ hành thì thuộc hành thủy, thủy cục thì mộ khố tài thìn. Xét vào năm Kỷ Hợi, lấy ngũ thử độ thì ta khởi giáp Tý. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn. Ta biết rằng vào năm Kỷ Hợi, mộ khố của căn nhà tọa Tý là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, mà năm Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc bằng với mộ long là tốt. Hành của mộ long bằng sinh, nhập và khắc xuất với nạp âm năm tháng ngày giờ là tốt, còn sinh xuất và khắc nhập là hung. Năm 2020 mộ long tại bốn Sơn, Càn, Hợi, Đoài, Đinh. Vì vậy những nhà hướng Đông Nam tọa Càn hướng Tốn, tọa Hợi hướng Tỵ không xây mới. Nhà hướng Tây tọa Mão hướng Dậu thì không xây mới. Nhà hướng Bắc tọa Đinh hướng Quý không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Cần phải tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia để được tư vấn chi tiết và cụ thể, từ việc chọn thời điểm làm nhà đến tư vấn bố cục phong
phong thủy hợp lý với thế đất và tuổi của gia chủ, đảm bảo cho việc xây nhà năm 2020 được cát lành, may mắn. Tiếp theo là không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng cửa, nằm sát và đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa. Văn nhân thì hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, là tiện cục. Tiếp theo đó là không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của bát long sau: bính thìn, kỷ tỵ, kỷ mùi, nhâm thân, nhâm tuất, ất hợi, quý sửu, bính dần. Nhà mà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng miệng tiếng thị phi, khẩu thiệt, tổ nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn hoen ố. Nhà này gọi là nhà bại cục. Sửa nhà, cơi nới các yếu tố trên, chú ý thêm không được sửa chữa vào năm nhị hắc đáo hướng, hướng nam, đó là vào năm 2020. Như vậy, trong 24 sơn hướng, những mảnh đất có sơn hướng không được khởi sự, đó là Tý, Ngọ, Nhâm, Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, Ất, Mộ, Long, tính riêng cho từng hướng. Các sơn hướng khác thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn được thời điểm và bố cục xây nhà hợp lý nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà năm 2020. Như quý vị đã biết, phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài, vì vậy chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi mà tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà thì hãy chuẩn bị trước ít nhất là từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì, mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm được bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay là điện thoại tốt để có thể đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên thì còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy, nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy của phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích, ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.